Xin mời cô Thanh của Duy Tiên, cô Yến của Bình Lộc, mời hai đôi vào sân. Sau trận này là đô Thanh của Bình Lộc gặp đô Đạt. Hai điểm cho đôi đỏ, như vậy là đang tỷ số 2-2. Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Duy Tiên lên trao phần thưởng.